thì mình có mua cái một cái bàn gỗ để sau vườn. Thì vì mua hôm qua mà Amazon sáng nay đã delivery rồi. Bây giờ tụi mình sẽ ráp cái này nha. Cái này là giá gốc 189, mà hôm qua sale 29% với lại thêm coupon gì đó thì mình mua vô là khoảng 127 hả. Này chắc là ốc vít nè. Cái màu gỗ thì của người họ sơn cũng đẹp lắm. Này ráp cũng khá là dễ. Chỗ này là cái cửa nè. Dạ đúng rồi đó. Gắn được cái khung rồi. Khá là nhanh. Mình đã ráp cái mặt bàn lên. Giờ chỉ việc đóng bắt đinh vô thôi. Đó. Có mấy cái lỗ để mình bắt đinh nè. Đây phía trước. Làm cũng vừa khít thiệt ở bên kia. Đó. Sai cũng đẹp chứ. Cái đó là phía trên này nè. Bây giờ làm ngăn kéo nè. Số 16, 13, 16, 14. Mình đã đóng xong ở dưới này. Có cửa. Có ngăn kéo. Rồi bây giờ sẽ đóng cái giá đỡ ở phía trên. Tụi mình có mua thêm một cái khung giống như vậy nữa. Mình sẽ đặt ở đây nè. Thì cái này là mình mua ở Home Depot 114 đồng. Cái khung này thì khá là dễ ráp, là tại vì nó có 4 mặt thôi mà họ đã dính vô đây rồi nè. Ồ, vậy không sao. Cái gỗ này được cái là gỗ cedar nên nó cũng chống mưa rồi thời tiết được. Đó, mình chỉ ghép lại xong rồi đóng đinh 4 đầu thôi là xong rồi đó. Đây là cái loại dầu mà mình sẽ quét lên cái khung gỗ nè. Cái loại này thì họ nói là tốt, giống như là không có độc hại á. Tại vì giống như là mình trồng mấy cái cây rau củ á, thì mình không có nên xài những cái loại mà họ dùng cho giống như là cho hàng rào á. Tại vì nó có hóa chất thì không có tốt cho cái đồ ăn của mình, thì nó cũng không có thành organic. Đó, nên loại này nè, mình mua cũng cỡ dưới 10 đồng à. Thì tí nữa mình sẽ quét lên cái ghế này luôn. Ghế này ba mình đóng từ gỗ vụn đây. Mình sắp xong rồi. Mình quét cái linseed oil vô thì nhìn cái màu nó đẹp hơn ha. Cái màu nó đậm hơn. Giờ thì mình đang hầm xương bò để nấu phở. Tí nữa sẽ cho mọi người xem thành quả nha. Còn bây giờ thì đi ra vườn tiếp thôi. Thì mình đi tưới cây đây. Cây ớt nè. Còn đây là cây bạc hà. Mình nhìn vô cái vườn là mình biết nhà mình ăn cái món nào nhiều rồi đó. Hành lá. Đi mua cái xong lại cắm xuống. Bên đó là mình mới cắm hôm bữa đó. Còn đây là cái ớt nè. Cái ớt mễ đang ra một trái rồi kia mọi người. Cái cây khẳng khiu nhưng mà cũng rất là khỏe. Đây cây cà chua. Cây cà chua bữa bị mưa đá nè. Nhìn tan nát nhưng mà chắc cũng sống. Ô, hôm nay cái trái nó bự ra nè anh. Có 1, 2, 3. Bên kia có một trái nữa là 4. Sắp có cà chua ăn rồi. Lấy lại tiền nước bấy lâu nay. Đây là cái thùng nước chứa đựng nước mưa mà mình mới mua hôm bữa đây. Sau một cơn mưa là đầy hết luôn. Hình như đầy đúng không? Cứng ngắc à. Thì nó có hai vòi. Mình đang lấy từ vòi kia ra.
Đây là mấy cái cây của mình nè, cây rau răm lên, hôm nay lên lá quá tốt luôn nè. Đây là củ cải đỏ, củ cải đỏ lên một trái nhỏ nhỏ rồi đó, nên cũng lên cũng tươi tốt, còn bông thì cũng nở. Ô chú dâu hôm nay đỏ rồi, trái này hái chắc mai hái được, bây giờ hái cũng được. Đỏ đỏ hồng hồng, ba trái luôn. Xem cây dâu bên này xem. Cây dâu bên này trái còn xanh, còn hơi nhỏ. Mà sao lá ra ít vậy ta? Lá ra hơi chậm. Chắc tại dồn hết sức cho mấy trái dâu rồi. Để tí nữa mình tưới nước. Này hoa của mình màu trắng, hoa Cosmo ra tới 4 cái luôn nè. Ô, có nụ ở đây. 1, 2, 3, 4 rồi. Xinh chưa? Mấy cái hoa dại này thì được cái lên hoa nhiều. Con bỏ gì vậy? Go away. Mình thấy nhà hàng xóm cũng bắt chước mua hoa về trồng giống nhà mình kìa. Đó. Giờ mình đi ra thăm cái vườn phía trước của mình nhé. Cái này thì mình sẽ trồng ngay đây. Rảnh sẽ đào một cái hố rồi trồng nó ngay đây. Tại vì nó có lên cũng khá là bự á. Hoa của mình hôm nay lên quá trời đây. Cây này hôm bữa bị mưa đá dập tơi tả. Bây giờ cũng lên lại rồi nè. Mấy cái hoa này lập bông nhanh lắm luôn á. Đây cái bếp của mình sáng nay thấy một ổ kiến lửa ngay đây. Cái mình có dội nước sôi, hai bình nước sôi thì cũng chết bớt hết rồi nè. Cây hoa hồng anh này là cây Port Sunlight, cây này màu cam cũng đang ra những cái lá nhỏ nhỏ. Cái này cái rễ lúc mình đem về thì rất là bự nhưng mà không biết tại sao là lên chậm hơn những cây khác. Cái cây hoa hồng này thì có nụ rồi nè. Được 3 cái nụ, 4 nụ, 5 nụ rồi. Được 5 nụ. Không bị bệnh gì hết là tốt. Cây bên này thì chưa. Cây bên này thì mới ra lá thôi, chưa có ra nụ. Cái chỗ giữa này hơi trống. Chắc mình mua thì mình để cho đẹp rồi. Hay là một cái chậu gỗ, cái xong rồi mình trồng mấy cái bông nhỏ nhỏ lên nha. Ở kia cũng hơi trống nè. Còn cái cây này mình sẽ bứng lên. Cái cây này nó xấu lắm luôn á. Nó tối thui à. Nó màu tím tím nữa chứ. Đó, cây kế bên là cây dại thôi. Còn chỗ kia thì mình chưa rải cái mulch này. Thiếu, bữa mình mua thiếu nên chắc là mua thêm. Hoa zinnia. Sao bị tơi tả vậy ta? Kiến ăn hả? Có cây nhỏ, cây lớn. Sao lá nó hơi héo nhở? Chắc kiến rồi, mình thấy kiến đang bò trên lá kìa. Chắc để mình tưới cho nó xíu nữa. Nước sôi rồi, bây giờ mình sẽ nêm. Mình dùng cái hiệu này nè. Hiệu... Ủa sao phải hiệu ta? Cốt phở bò, mình nêm. Đây là bò phiên. Mình đã cắt sẵn thì mình bỏ vô đây thôi hen. Phở bò viên và sắp nữa. Ok, cuối cùng mình cũng đã nấu xong nồi phở. Bây giờ chỉ việc sắp bún cũng luộc xong rồi. Bánh phở cũng luộc xong rồi. Tí nữa mình ăn hay mốt thôi. Hãy
giờ đang buổi trưa, mình làm tớ tại nhà nên cũng khá là thoải mái vấn đề thời gian nên có thể ra đây ngắm hoa. Hôm nay thì có hai bông nở rồi mọi người, màu xinh lắm, giống như là cái loại Queen of Sweden vậy đó. Cái này là cây Alnic Roses, hoa David Austin đó mọi người, mình mua ở từ bên Anh á. Cái này thì có 17 nụ rồi, mình trồng từ hồi cũng cuối tháng 3 tới giờ đó, từ lúc họ ship về á thì hoa ra khá là nhiều, nhiều nụ nữa và cành rất là thẳng. Nhưng mà cây này thì năm đầu hình như không có thơm, nhiều người nói là năm thứ hai hoa mới bắt đầu thơm lận. Nắng lên nên hoa ra quá trời kìa mọi người. Hôm nay trời nắng nên cũng đỡ, là hôm qua mình ráp lại cái bát này nè, cái khung này á, thì mình có quét một cái lớp linseed oil. Mọi người thấy cái màu nó nổi lên đẹp ha. Thì trời nắng cũng đỡ là nó sẽ khô mau hơn. Thì chiều mình sẽ đem ra đó, mình sẽ xếp ở đó thành hai cái khung nó nằm cạnh nhau như thế này nè. Xong mình sẽ mua cái miếng bự hơn cái này, cái miếng để chắc hơi giống như xi măng nhỉ, mà làm hình hình vuông như thế này thì mình để dọc lối đi đó, mà chắc là mua bự hơn. Rồi mình sẽ mướn người tới họ chạy đá giống như này hết luôn, để mình bỏ cái cỏ, tại vì mỗi lần mà mình mướn cái cỏ thì á họ cắt ở đây không có được, họ đưa máy vô không được, nên họ sẽ dùng cái máy cầm tay á, họ cắt thì mấy cái cỏ nó bay vô mấy cái bed của mình hết trơn vậy nè. Nên nhiều lúc á là cỏ nó mọc lên là mình lại phải đi nhổ nữa. Đây cho mọi người xem hoa của mình hôm nay. Hôm nay hoa ra mấy cây Cosmo này cũng lớn lớn rồi nè. Chắc mình rải thêm, còn mấy chỗ trống mình rải thêm đại gì hoa cho nó mọc vậy. Cosmo này rất là dễ thương. Cây này bự quá chừng luôn. Bữa mình rải hơi ít, nếu mà rải cùng một đợt hết mà nhiều luôn á thì cái bát bây giờ chắc là đẹp hơn rồi. Ở đây thì có nè mọi người thấy không, cỏ nè. Hôm bữa mình mới cắt cỏ tuần trước thì sau một tuần á cứ cỏ nó mọc vô nè đó, lại phải đi nhổ. Còn mấy cái cây này là mình cứ gieo đại thôi, như là hoa hoa gì đó. Đây cỏ nó mọc nè, cỏ vô là mọc kinh lắm. Đây mọi người thấy không, cây nhỏ nè. Đây là cây khổ qua. Cây khổ qua này thì mình đang đợi mình để cái bát này ra đây rồi mình đóng cái giàn lên để cho cây này lên. Còn mình có xin được hai cây quế nhỏ ở bên nhà dì để mình trồng. Đây mình trồng đại vô đây, đây mấy chỗ trống này, hình như đây cũng là quế, hình như vậy. Mình gieo đại đó, nó lên. Đây là cây Swedish Ivy hôm bữa mình mua. Nó biết là cái đất á, nó khô như vậy có được không? Hay là phải tưới thêm? Mình sợ tưới nhiều thì cây chết á. Nhưng mà cây này cũng khá là dễ thương. Đây là cái bàn bữa mình mua nè. Đó, mình chưa sắp xếp nhưng mà tương đối là vậy. Trong đây thì mình để mấy đây là plant nè, trộn đất nè. Rồi mình có cái này là cà phê với lại trứng. Rồi cái đó là phân bón, mấy cái loại này phân bón hết. Nhưng mà chắc mình phải label quá, chứ cái này coco jelly không à, với lại protein không à. Đó, rảnh sẽ sắp xếp lại. Có cái tủ này cũng khá là tiện á, là tại vì mình sẽ sắp xếp được gọn gàng hơn, mấy cái đồ nó không có bay tùm lum. Video đến đây thì đã hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau. Và đây là một số hình ảnh cho tập kế tiếp. Bye mọi người. Crawfish.